Nếu như mà có người nhận con làm con nuôi mà có cuộc sống tốt là anh thấy anh có dám gửi gắm con không? Con được về thì ở trong với cha, không cho đi. Không cho đi. Tôi mắm mắm có mối mối. Mắm 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 có mối không mối? Dạ. À. Còn anh suy nghĩ sao về con gái hồi trước? Sao anh hai đứa anh có thương đứa nào nhiều hơn không? Dạ không. Ừ? Dạ thương bằng hết trơn. Thương bằng. Dạ. Tại vì đứa con gái này á, thì đã làm ra tiền được đó, cho nên là mình nói đồng từ nhạy cảm là cha dượng phải nịnh, mẹ phải nịnh, ngày cuối cùng đứa con này á, lớn tiếng là coi như là có quyền luôn. Mình nói thật các bạn đừng có suy nghĩ vấn đề mà bé này á, là bị cha dượng á, là cho ăn củ phai này kia nọ. Mình đọc trong tin nhắn trong bình luận rất là nhiều luôn, các bạn không nên suy nghĩ vậy. Suy nghĩ như vậy là chúng ta là một người xấu. Bởi vì nếu như mà các bạn nghĩ đi, con của các bạn mà bị người ta chỉ trích như vậy á, thì các bạn sẽ nghĩ sao? Chúng ta không thể nào đừng nghĩ như vậy, là chúng ta đang lấy lại sự công bằng cho bé. Và vấn đề là con bé này tại sao mà nó lại là nó không bị thì bị nó thì các bạn suy đoán, nhưng mà cái là thì thật sự là Phúc đã hỏi thăm và Phúc đã biết thì bé này đã đi làm được ra tiền, và xem như là luôn cả nhiều khi á, cái người bố dượng này làm tiền cũng chẳng bằng bé này nữa. Mà ví dụ như mà mình con bé này mà nó sử dụng giữ tiền riêng của nó thì chẳng nói gì, cái này đưa cho mẹ đúng không, đưa cho mẹ thì bắt buộc là bố dượng cũng có là sẽ được cái lợi ích gì trong đó. Phúc không nói là vấn đề và vấn đề nhạy cảm nha, sẽ được. Cho nên là cái thường nương chiều và thường bỏ qua những cái câu từ là nói động, là lớn tiếng mắng nhiếc tới người bố dượng này luôn. Và một điều Phúc mi khuyên các bạn rằng đó là đừng có nói như vậy. Chúng ta nói như vậy là cũng vẫn gọi là bị có tội đó các bạn ạ. Đừng có suy nghĩ, chúng ta đừng suy nghĩ, chúng ta cứ nói là bây giờ là con bé này á, bây giờ nó hỗn hào hoặc là nó mất dạy hay là cái gì, mình mà các bạn đang đang bình luận là nó là cái nhìn cái khuôn mặt nó không hậu, kệ. Bây giờ chúng ta đang vấn đề chính là chúng ta gì? Chúng ta đang lấy lại sự công bằng cho bé. Thì tất cả ekip ở đây thì từ miền Tây lên đây cũng rất là đông, ít nhất là cũng phải năm máy quay. Và cái vết thương của cậu bé là máy quay không quay được các bạn nha. Phúc đã kiểm tra ngay từ đầu rồi, thì ngay thời buổi mà người dân phát hiện là Phúc đã hỏi người dân là vết thương của nó như thế nào đặng, đặng chở đi giám định, thì đặng chở ra công an thì nó nói là đã bao xe đưa nó về rồi. Cho nên là cái là Phúc đã bình luận comment ở trang quê tôi Đồng Tháp 10. quê tôi Đồng Tháp 10 đã nói rằng á, nếu mà gia đình bằng lòng lấy lại sự công bằng cho bé thì lên đây là Phúc sẽ lo chi phí từ A đến Z. Muốn cần luật sư thì Phúc sẽ là luật sư, và muốn cần cái pháp lý gì thì cho lấy lại cầu sư công bằng, Phúc sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Và khi Phúc nói ra rồi thì các bạn đã biết ai là người theo dõi Phúc, là các bạn sẽ biết là Phúc sẽ làm, phải nói là làm được cho bé các bạn nha. Thì những tâm tư nguyện vọng của bé là Phúc đã ghi nhận, và các bạn có một số bạn mới vô thì nói là bé bị sao thì những vết thương này không quay được, và bây giờ thì đây là chị họ của bé Tính sẽ mô tả lại cho tất cả các bạn, bởi vì là nhiều khi các bạn nói là có thể là Phúc nói thêm nó bớt gì đó, nhưng mà thôi để cho cô chị họ sẽ miêu tả lại những vết thương. Và trước mắt thì bé Tính sẽ nói cái vết thương của mình, nỗi đau là trong trí óc và trong tâm hồn của bé, cho các bạn hiểu rõ về những vết thương đó. Vết thương con là những vết thương đau nhất là những vết thương nào? Dạ đau nhất đầu Con nói tiên. Lớn lên, con cứ nói Dạ đi. đau nhất đầu tiên là ngay cái vết sẹo của ngay cái đùi con. Vết sẹo ngay cái đùi con, vết sẹo đó, vết sẹo đó là đã lành bao giờ, nó để là một sẹo là một 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 cục tròn là nó. Dạ. À, Dạ. vết sẹo đó là con bị sao? Dạ cũng bị dây điện quấn luôn, mà quấn ngay một chỗ là quấn thiệt mạnh, quấn được quấn hoài luôn chứ. Quánh ngay chỗ đó, đánh đánh mấy mấy lần ngay chỗ đó. Dạ. Lúc đó con mặc quần xà lỏn. Dạ con mặc quần cục y chang cái quần này nè. À. Quất. Rồi cái vết thương nào là con cảm thấy đau nhất mà con sợ nhất, vết thương nào?
dễ thương hơn chứ. Vết thương cơ mới bị cái đó phải không? Dạ. Vết thương đó là nó bị bầm mà nó bị lột da, là vết thương đó là vết thương mới đây. Dạ. Vết thương đó bà đánh con bằng cái gì? Cũng bằng dây điện luôn chú. Cũng bằng dây điện, chỉ trước giờ là chỉ dây điện. Dạ. Hả? Cũng có khi lấy cây tre quýnh, mà cây tre lớn. Ừ, cây tre lớn. Dạ. Cây tre đó là đã được để sẵn hay sao? Dạ không, quýnh chừng nào nát cây tre đó là dục, là nếu mà có quýnh nữa là lấy dây điện. Lúc mà đánh cây tre đó có mẹ con đó không? Nếu mà có quýnh, có mẹ con đó mới quýnh bằng cây tre. À, có mẹ con đánh bằng tre, nếu không có mẹ con là đánh bằng dây điện. Dạ. Sao mà mẹ con bây giờ là cũng vẫn khăng khăng là nói rằng là con nói thêm nó bớt? Con không hiểu, chính mắt mẹ con thấy vậy đó. Con không hiểu, có chính mắt mẹ con thấy vậy mà cũng vẫn bình. Dạ. Hả? Dạ. Còn cái vết thương lỗ tai con là con bị khi mà tán vô là nó bị e mấy bao lâu con mới muốn bị hết cái trong lỗ tai con? Khoảng chừng 3-4 bữa vậy chứ. 3-4 bữa? Dạ, nó mới hết bị nhức nhưng mà nó chỉ không nghe thôi. Chỉ không nghe thôi? Dạ. Bây giờ cũng nghe mà nhỏ hơn cái lỗ tai bên kia. Dạ. Còn vết thương nào nữa? Ừ, những vết thương đó, những vết thương lần. Dạ. Ừ, cái đó cũng bằng dây điện. Dạ. À. Mặt nó lành nữa. Cái mặt là trên đây. Dạ. À, cái này là cũng bằng dây điện hả con? Dạ, không cho con khóc. Không cho con khóc? Dạ. Ừ, bên đây nó có nữa không? Dạ. Bên đây có mà cũng nhẹ phải không? Dạ. Còn cổ ngực giờ có không? Ừ. Vòng vòng đây, dưới ở ngực, dưới ngoài sau này, mỗi nay nó cho nó lành. Bây giờ mình, các bạn thấy con của mình á, tự nhiên mà con của mình mà chạy té thôi là các bạn đã phải khóc, và các bạn nâng nó lên các bạn phải khóc rồi đó. Khi các bạn thấy nó là bị chảy máu là các bạn khóc rồi đó. Mà nhiều khi các bạn thấy nó bị thương nặng, các bạn có thể cầu nguyện mẹ Quan Âm á, để mà giái cho nó tai qua nạn khỏi, cho nó lành vết thương. Mà có thể các bạn suy nghĩ mà các bạn vì lại mẹ là mình sẽ giảm tuổi thọ để mà lấy lại sự bình an mà cho con đó. Nhưng mà tại sao mà để mà cớ sự xảy ra đến mức nghiêm trọng như thế này? Thật sự là mình thấy là mình, các bạn rất là bức xúc. À, chị là hồi đó, chị họ là hồi trước là cũng khi bé tính đi là chị có đi tìm nó không, hay là chị có hỏi thăm địa chỉ là đi tìm nó không? Dạ, với lại ba nó. Dạ không, tại hồi lúc mà con thì con cũng đi làm, thỉnh thoảng lễ con mới về. Là con trước đây khi em ấy còn ở dưới quê á thì lễ em ấy cũng hay xuống. Ví dụ như tụi con có gì tụi con cho đó, ít có ít, có nhiều cho nhiều, cho em nó ăn bánh chứ cũng không phụ giúp được nhiều. Nhưng mà sau mấy lễ gần đây á, là về không có thấy em. Rồi thỉnh thoảng gặp bố hỏi, ừ. Cái này là do con tự làm. Hỏi hai đứa em nó có về hay không thì bố dạ, nói không có về. Con, tại vì con lỡ con chưa che cho nên con bị như vậy. Cái này con tự làm. À, cái này con chưa tre cái bị dạ, này. Dạ, con tự làm. Cái này là con tự làm. Con làm sao? Con bị sao? Cái vạt tre. Cái vạt tre con đút nó tay dạ, xuống. Con lỡ đút. Đút xuống kẹt dính luôn. Kẹt dính cái hứa lúc cứ lúc ra lúc đó là cả mẹ con đâu? Mẹ con đi bán cá. Rồi mẹ về mà thấy mà sao? Mẹ con có khóc không? Mẹ con cũng không thấy. Con giấu mẹ con không? Dạ, giấu để bị quánh. Giấu bị vậy mà đi quánh hả? Là dạ. Trời ơi. À, bây giờ cái tương lai của cháu, anh có nghĩ tương lai cháu như thế nào không? Cái sự dự định tương lai nó là sao? Khi mà vụ việc này mà khi mà qua công an rồi đó, rồi anh đưa cháu về thì anh dự tính là sao? Dạ, tính mấy thì cái được cắt được cái nhà cha con thì đó ở cho đi học. Cho con đi học. Thường dạ, ngày anh làm gì nuôi con? Dạ đi giặt lúa. Anh đi giặt lúa. Xịt thuốc giải phân. À, một ngày trung bình anh được bao nhiêu? Có bữa thì 200 mấy, có bữa 300 mấy, có bữa thì không có làm luôn. Ừ, có bữa là không có làm luôn. Ai kêu làm cái gì làm mấy. Anh mong con có cuộc sống như thế nào? Giá tí về, giá tí cô bác. Con không biết lời lẽ nào, nói.
Nếu như mà có người nhận con làm con nuôi mà có cuộc sống tốt thì anh thấy anh có dám gửi gắm con không? Không, giờ con được về bây giờ ở chung với cha, không cho đi. Không cho đi. Mắm mắm, mắm có mối không mối. Dạ. À. Còn anh suy nghĩ sao về con gái hồi trước? Sao anh, hai đứa anh có thương đứa nào nhiều hơn không? Dạ. Ừ? Dạ thương bằng đó chứ. Thương bằng? Dạ. À. Nhưng mà về chuyến này là con có hỏi thăm ba không? Dạ không. Không có tiếng nào hỏi thăm ba hết? Dạ. Đi vô cái một, đi te vô cái một, lên giường ngồi luôn chứ nữa. Ngày bà xưa. Dì chính đó, nó nói sao mày không hỏi thăm cha mày với hỏi thăm cha mày gì hết trơn, ông bự với bác hai mày gì hết trơn. Đi te vô đó nó quảnh mặt ngang, nó ngồi trên đó chứ nó không nói gì chứ. Ừ. Dạ. Ngày xưa là không có như vậy. Dạ. Ừ. Hồi xưa nó ngoan lắm, đứa nào cũng ngoan, cái người gì gì. Do tác động của mẹ. Dạ. Dạ. Thưa ông bà đi ra. Còn bây giờ thì về gặp được rồi, gặp thằng này được con về con ôm hôn khóc con vô bự kia không có gì thơ luôn. À, vâng các bạn, mỗi cây mỗi lá, mỗi nhà mỗi cảnh thì chúng ta đã nói rồi, luôn cả trong gia đình mình cũng không hoàn mỹ, đừng nói chi tới người ngoài. Cho nên là khi mà nói về câu chuyện của bé gái thì các bạn cũng đừng nên chỉ trích mà cũng đừng nên chửi. Bởi vì nghiệt ai thì người đó sẽ chịu. Và Thúc đã nói ngay từ đầu rồi, đó là do tác động của người lớn, đúng không? Tại sao bé này hồi đó lại ngoan mà bây giờ theo mẹ lại nó có những cái hành động cư xử như vậy? Thì chúng ta phải nói rằng là do chúng ta nha. Cô không nói là hay tốt đẹp gì cả, nhưng mà cái là từ cái vấn đề con của mình á, khi mà chỉ cần nói một cái lời nói thôi, nó chỉ cần nói một cái gì đó với bạn bè, không phải nói với mình á, mình cũng sẽ chỉnh đốn là nói rằng á, ừ con ơi, con nói như vậy là bạn sẽ cười hay là này thế này thế kia thế nọ, giải thích cho nó nghe, và sau này nó sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Và vấn đề chính cái câu chuyện này thì tất cả các bạn thấy bức xúc về vấn đề bé gái. Thì Phúc đã nói từ đầu rồi, mình đã khẳng định và mình biết là bé gái này làm ra tiền. Cho nên là cái là mẹ thì nói chung là nhiều khi nói vấn đề mà nó nói nặng, nó nhẹ, nó lớn tiếng này kia nọ, mẹ cũng vẫn bỏ qua. Đó, cho nên đó là cũng là do tác động của người mẹ thì chúng ta thấy rõ rồi đó. Cho nên là và chúng ta đừng có nên chỉ trích nữa các bạn ạ. Chúng ta đang, Phúc đang hỏi mẹ, đang hỏi ba của bé Tính là có những gì để cho bé Tính sau này, cái tương lai của bé Tính. À, ví dụ ba bé Tính nói là ok một cái là Phúc sẽ bằng lòng là một người cha đỡ đầu cho bé Tính liền. Nếu như mà ba bé Tính ok. Và Phúc hứa với các bạn, Phúc sẽ đồng hành cùng với bé Tính khi về quê. Nếu như mà cái vấn đề gọi là khó khăn trước mắt á, thì Phúc cũng sẽ cùng với gia đình bán đấu giá tài sản ra một chút xíu để sẽ hỗ trợ cho một số vốn để ba bé Tính có một chút ít gì đó để lo cho con trong thời gian khó khăn này. Và đó là về chuyện đó, là khi mà Phúc trợ giúp cho bé Tính và ba đến công an làm vụ việc này xong xuôi, ra ngô ra khoai rồi, Phúc sẽ đấu giá tài sản, thì lúc đó các bạn sẽ ủng hộ cái trang Đặng Nhân Phúc để đấu giá tài sản, lấy tài sản của mình để cho hai cha con được một số vốn để hai cha con sẽ được ở gần nhau các bạn nha. Còn nếu như sau này thì cha bé Tính có dự định tương lai của bé Tính như thế nào nữa thì Phúc sẽ đã lên tiếng bạn bè cộng đồng mạng rồi đó, Phúc sẽ hỗ trợ cho con đến cùng các bạn nha. Sao con khóc? Con buồn chị con. Con buồn chị con. Dạ. Thì thôi đi con. Bây giờ thì
nếu như ngay từ đầu á là chị con mà được ở kế bên thầy á nhắc nhở những câu nói y như con hồi nãy nói kêu mẹ bằng bả đó, đúng không? Dạ. Thì chắc chắn một điều là chị con sẽ là người rất là ngoan, đúng không? Và bây giờ thì sống với lại cho dượng với lại mẹ được nuông chiều quá, cuối cùng bây giờ chị con là người thay đổi, thì bây giờ đã lớn rồi, chị con thay đổi thì con phải chấp nhận thôi. Dạ. Không? Dạ. Còn thầy tới giờ dạy cho con những cái câu nói rồi, con có nhớ khắc tâm trong trong đầu không? Con nhớ hết. Con nhớ hết. Không bao giờ kêu mẹ bằng bả nữa. Dạ. Không bao giờ kêu ba bằng ổng. Con chưa bao giờ kêu ba con bằng ổng. Ừ, thì thầy nói vậy đó ha. Dạ. À. Còn bây giờ thì thầy nói với lại ba rồi đó nha. Dạ, con cảm ơn nhiều. Con ráng đi học. Ừ? Dạ. Đi học cho biết chữ. Hả? À, con học lớp mấy con nghỉ rồi? Dạ, lớp 4. Lớp 4 hả? Dạ. Ừ. Bây giờ là trong đầu con lúc nào cũng khi mà con đã bị như vậy rồi, lúc đầu trong đầu con lúc nào cũng nghĩ về ba. Dạ. Hả? Dạ. À. Nghe con, ráng cố gắng ở bên kế bên cạnh con cũng còn chị